tại sự kiện CES năm 2024 diễn ra vào hôm 9 tháng 1 tại Mỹ. VinFast đã chính thức ra mắt mẫu xe với thiết kế đột phá mang tên VF-Wide. Có lẽ các bạn đã không còn quá xa lạ gì đối với mẫu xe mới của nhà VinFast này nữa rồi. Với thiết kế hâm hố, hiện đại, đẹp mắt và táo bạo, mẫu xe VinFast VF-Wide đã chinh phục rất nhiều khách hàng quốc tế từ cái nhìn đầu tiên. Có người nói, chiếc xe này được bán trên thị trường thì đây chắc chắn là một chiếc xe bán tải chạy bằng điện đầu tiên mà người này xuống tiền để sở hữu. Hàng loạt tờ báo và truyền thông lớn nhỏ của thế giới đồng loạt đưa tin về sự kiện này. Hay là ngay tại buổi ra mắt, rất đông báo chí và người dân quốc tế chờ đợi sự xuất hiện của VinFast VF-Wide. Điều này đủ để cho thấy sức nóng của mẫu xe bán tải này nóng đến cỡ nào. Vậy anh chàng hàng xóm phương Bắc xấu tính phải vượt qua tường lửa thì sao? Liệu họ có quan tâm đến sự kiện ra mắt mẫu xe điện VinFast VF-Wide không? Khi mình gõ tìm kiếm trên mạng xã hội Baidu, thì đúng như sự kỳ vọng, hàng loạt tờ báo Trung Quốc đã nói rất nhiều về VinFast VF-Wide. Tờ IT House giật tít, VinFast, thế lực sản xuất ô tô mới đến từ Việt Nam, đã trình làng mẫu xe bán tải chạy bằng điện đầu tiên. Với thiết kế hiện đại, phù hợp với xu hướng hiện nay, VinFast VF-Wide là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe bán tải. Tờ No Cars đến từ Quảng Đông nhận thấy không khó để biết được chiếc xe này được sản xuất tại Việt Nam vì logo chữ V đặc biệt mang dấu ấn rất riêng biệt. Tờ báo này còn dành nhiều lời khen cho VinFast VF-Wide vì thiết kế quá đặc biệt và táo bạo. Điều này đã tạo cho người nhìn cảm giác chiếc xe này đến từ tương lai. Dù là khen như thế, nhưng tờ báo này vẫn đang chờ xem liệu mẫu xe ý tưởng này có được sản xuất như một chiếc xe bán tải thực sự trong tương lai hay không. Tờ Just Auto lo lắng cho VinFast vì sẽ phải đối mặt với một số thách thức khó khăn trước các đối thủ bao gồm Rivian, R1T và Fisker Alaska. Nhưng tờ này cũng tự tin rằng, với việc xây dựng nhà máy sản xuất ở Mỹ, VinFast sẽ tối ưu hóa giá cả, thiết kế và dịch vụ để cạnh tranh công bằng với các đối thủ. Tờ Chica khẳng định rằng, ở Đông Nam Á, chưa có một hãng xe nào mà nổi bật như VinFast, vì mọi lễ ra mắt đều diễn ra ở những sự kiện hàng đầu thế giới. Tờ này đánh giá rất cao thiết kế của VinFast VF-Wide và khen ngợi những bước đi mới của VinFast trên toàn cầu, như là đang nỗ lực xây nhà máy ở Bắc Carolina, Indonesia và Ấn Độ. Đó là những bình luận và đánh giá của một số tờ báo Trung Quốc. Vậy netizen Trung Quốc đã nói gì thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé! Tại sao họ lại sử dụng logo của Trường An? Tôi cũng nghe nói hầu hết bộ phận linh kiện của hãng xe này đều là của Trung Quốc. Thiết kế không tệ, nhưng logo có vẻ không đẹp lắm. So sánh hãng xe này với Evergrande, tôi thấy chiếc xe này không được bán nhiều, nhưng Evergrande lại bán được ở khắp mọi nơi. Tôi vừa trở về từ Việt Nam và thấy những chiếc xe có logo hình chữ V này chạy khắp mọi nơi. Tôi dám khẳng định rằng 100% linh kiện của chiếc xe này được sản xuất tại Trung Quốc và lắp ráp tại Việt Nam. Đây là một bước tiến mới trong ngành sản xuất ô tô tại Việt Nam. Việc thừa nhận ngành sản xuất ô tô của Việt Nam đã phát triển khó đến vậy sao? Người Trung Quốc chúng ta nên học cách thừa nhận những thành công của người khác. Xe tốt, sang trọng và hiện đại, nhưng tôi không biết chất lượng của nó sẽ như thế nào. Người ngoài cho rằng vẻ ngoài của nó rất mới lạ, ngoại trừ logo. Tôi thấy hầu hết các mẫu xe mới ra mắt gần đây đều có thiết kế như thế này. Ô tô của thương hiệu này có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trên đường phố Việt Nam. Họ đã thành công ở thị trường nội địa. Nhưng ở Việt Nam, xe ngoại vẫn được ưa chuộng, tự làm, thị phần rất thấp. Tôi thấy bóng dáng của chiếc xe này giống như của Trường An, có phải họ đang sao chép từ chúng ta? Chủ nhà máy này là người Trung Quốc, anh ta mở công ty tại Việt Nam và lấy thương hiệu Việt để bán ra thế giới. Chiếc xe này khá đẹp, các nước xung quanh càng phát triển và tài chính càng dồi dào, thì cuộc sống yên bình của người Trung Quốc sẽ càng được kéo dài. Chiếc xe bán tải này tinh tế hơn các sản phẩm trong nước của chúng ta. Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đã vượt qua các khúc cua và đang chạy trên một đường thẳng. Tôi nhìn thấy rất nhiều xe có chữ V trên đường ở Hà Nội, hóa ra là của hãng này. Ngoại trừ lắp ráp tại Việt Nam, mọi thứ còn lại đều được sản xuất trong nước. Mẫu xe mới này cũng không ngoại lệ, đến cái dây điện Việt Nam cũng phải nhập khẩu từ chúng ta. Tôi mới vào Việt Nam cách đây 5 tháng, người Việt Nam rất thích chạy xe bán tải. Tôi thấy họ lái xe đi uống cà phê, ăn uống như một chiếc xe bình thường vậy, mặc dù công dụng của xe bán tải còn hơn như thế. Ai rồi cũng sẽ thay đổi, Việt Nam cũng vậy, họ không còn nghèo nàn lạc hậu như chúng ta vẫn nghĩ nữa. Bây giờ tôi phải nhìn Việt Nam bằng một ánh mắt khác. Phía trên là một số bình luận của netizen Trung Quốc.
chúng ta đã không còn quá xa lạ đối với luận điệu của người Trung Quốc khi thấy Việt Nam làm được một cái gì mới nữa rồi. Đầu đầu cũng sẽ có người nhận đó là của Trung Quốc. Trường hợp của VinFast VFY cũng vậy. Mặc dù đây mới chỉ là bản concept, nhưng nhiều người Trung Quốc đã vào nhận vơ chiếc xe này được sản xuất tại Trung Quốc rồi. Đây là minh chứng cho câu nói tay nhanh hơn não là có thật các bạn ạ. Bỏ qua những luận điệu ngông cuồng và thiếu hiểu biết của người Trung Quốc, chúng ta đến với bình luận của cộng đồng mạng quốc tế. Ngay sau khi ra mắt, trên mạng xã hội Reddit đã đăng tải rất nhiều bài viết bàn luận về VinFast VFY, cũng có những lời khen và cũng có những lời chê bai. Cụ thể họ đã nói những gì, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé. Việt Nam ngầu thật, bí mật công nghệ ô tô của họ tiến hơn chúng ta rất nhiều. Tôi mong VinFast đến Indonesia, tôi muốn thử chiếc xe này. Các thiết kế của VinFast EV trông cực kỳ đẹp mắt, tôi chưa bao giờ thấy chiếc xe bán tải nào như thế này trước đây. Lời chào từ miền Nam Ontario, Canada. Nếu chiếc xe bán tải này đến đây, tôi sẽ mua nó và khiến hàng xóm của tôi phải ghen tị. Đẹp nhưng không thấy gì nếu nhìn từ phía trước. Cái đầu quá to, không có vách ngăn giữa bán tải sau và khoang khách. Nếu chạy tốc độ cao phanh gấp thì hàng hóa phía sau lao về phía trước thì nhập viện. Khi VinFast mới bắt đầu sản xuất ô tô, người ta chỉ trích hãng sử dụng công nghệ và khung gầm của BMW kép. Rồi vài năm sau, họ bắt đầu sản xuất ô tô điện với khung gầm được thiết kế riêng 100% và phần mềm được lập trình riêng. Giờ họ đã có những chiếc ô tô điện đạt tiêu chuẩn quốc tế và mọi người Việt Nam đều yêu thích VinFast. Họ đều hy vọng một ngày nào đó có thể mua và lái VF8 và VF9. Chúng sẽ trở thành chiếc xe mơ ước của mọi người dân Việt Nam. Công ty VinFast này đã tự đặt mình vào thế khó khăn. Có rất nhiều sản phẩm trong tay nhưng lại không bán được. Các đối thủ cạnh tranh của nó có thể cười sảng khoái mỗi khi xe VinFast ra mắt. Kiên nhẫn là chìa khóa của thành công. VinFast là một công ty mới, tất nhiên khó có thể cạnh tranh được với nhiều đối thủ có tuổi thọ lâu đời. Nhưng có nhiều hãng xe thì càng lợi cho người tiêu dùng, tất cả đều được chào đón. Tác phẩm tuyệt vời. Theo tôi tìm hiểu thì chiếc xe này được làm hoàn toàn bằng đất sét. Nếu nó được sản xuất, khi đến tay khách hàng cũng phải 2 năm nữa. Xe tải Tesla không còn phù hợp nữa. Nhiều chàng trai sẽ thích hình dạng chữ nhật nhưng một số khác thì không. VinFast Y ít cực đoan hơn và tôi nghĩ nó có thể thu hút nhiều người hơn. Cá nhân tôi thấy Y hơn ở thiết kế, chỉ là sở thích của tôi thôi. Mới từ thành phố Hồ Chí Minh về hôm qua và nhìn thấy chiếc xe VinFast trên đường. Nó thực sự rất tốt, kiểu dáng không hề lòe loẹt, rất trưởng thành, chất lượng cũng rất tốt, không cảm giác bị ọp ẹp và rẻ tiền. Tôi là dân xe tải, tôi có 2 chiếc xe tải Toyota, Tacos Smart. Gia đình chúng tôi cũng có một chiếc Tesla. Tôi thích một chiếc Cybertruck hoặc đèn chiều sáng Ford F-150. Rivian trông cũng sạch sẽ. Người sử dụng xe tải rất trung thành với một thương hiệu. Tuy nhiên, người Mỹ đang có nhu cầu về một chiếc xe bán tải giá rẻ, không rườm rà như những chiếc xe bán tải nhỏ. Đó là một thị trường khó tham gia. Tôi nghĩ hãng này nên đánh vào thị trường này. Chắc chắn sẽ có lợi thế. Đây là mô hình đất sét, mọi thứ đều là đất sét, kể cả nội thất. Toàn bộ trần kính không phải là kính mà là nhựa. Không ai được phép vào trong, mục đích của nó là để trưng bày mà thôi. Sản xuất thực tế sẽ khác biệt đáng kể. Những người làm trong ngành ô tô chắc chắn biết mô hình đất sét là gì. Chắc chắn VinFast sẽ tự hào về vẻ ngoài tuyệt vời của chiếc xe. Vì vậy trên ý tưởng, VFY trông rất đẹp mắt. Việt Nam có VinFast, Malaysia có Proton, Indonesia có SMK. Điều này thật tuyệt vời. Tôi hy vọng ngành sản xuất ô tô của Đông Nam Á sẽ vươn ra thế giới. Indonesia có thể noi gương Việt Nam theo cách này. Có lẽ Indonesia sẽ tự sản xuất được ô tô và đủ sức cạnh tranh ra thế giới. Đó là một số bình luận của cộng đồng mạng quốc tế. Còn truyền thông thế giới thì sao? Tạp chí The Drive mô tả VFY của VinFast là một chiếc bán tải cỡ trung đẹp mắt và phóng khoáng. Với những tính năng hướng tới tương lai, tờ này nhận định VFY có thể trở thành mối đe dọa lớn đối với mẫu R1T của hãng xe điện Mỹ Rivian. Tạp chí xe hơi Autoblog nhận xét mẫu xe ý tưởng của VFY gây ấn tượng với nội thất cao cấp bọc da nâu, nhăn nhá bằng màu xanh than một cách hài hòa. Trong khi đó, tạp chí Car Expert Australia cho rằng VFY mang những đường nét sắc sảo và rắn giỏi. Còn trang tin Auto Industria Philippines đánh giá mẫu xe bán tải ý tưởng của VinFast là sự kết hợp giữa vẻ ngoài bóng bẩy và các tính năng ưu việt. Tạp chí Auto Evolution bình luận, 5 năm trước, ở Mỹ không ai biết đến VinFast. Công ty bắt đầu hành trình của mình từ một đất nước mà phương Tây thậm chí không biết rằng họ còn có ngành công nghiệp ô tô.
nhưng mức độ phổ biến của thương hiệu này đã không ngừng tăng lên. Và chẳng mất nhiều thời gian, VinFast đã bắt đầu thâm nhập thị trường Mỹ cùng các thị trường khác. Theo tạp chí Canada Car and Driver, ba cái tên dẫn đầu trong nhóm có 5 ô tô bán chạy nhất thị trường Mỹ năm 2022 đều là bán tải. Tuy nhiên, tạp chí xe hơi này nhấn mạnh rằng danh sách bán tải thuần điện đang được cập nhật liên tục từ hàng loạt tân binh tiềm năng. Điều này hé lộ về những thay đổi đáng kể đã hiện diện trong phân khúc này. VinFast sẽ rất khôn ngoan nếu gia nhập cuộc đua bán tải điện với mức giá hợp lý, cùng các tính năng và công năng sử dụng phù hợp để thuyết phục những khách hàng không đủ khả năng mua một chiếc xe bán tải cỡ lớn. Phía trên là một số đánh giá của truyền thông quốc tế. Còn các bạn có suy nghĩ gì về VinFast VFY thì hãy bình luận bên dưới video để mọi người cùng nhau theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.